thiệu với các bạn đây là cây dền gai. Vì sao gọi đó là dền gai? Bởi vì trên thân cây và trên mỗi nhánh lá của nó đều có những chiếc gai nhỏ nhỏ cùng màu với cả lá cây. Nếu như chúng ta không biết, sờ vào sẽ bị gai của nó đâm vào tay rất là đau. Cây dền gai có rất nhiều tác dụng. Cây dền gai không thường được trồng, nhưng nó thường mọc dại ở ven đường. Cây dền gai có rất nhiều loại, cây màu tím, cây màu đỏ tía, cây màu xanh. Hoa của dền gai cũng rất là buồn cười. Nó là những cành hoa nhỏ dài, li ti giống như những ngôi sao nhỏ.